Kính chào quý khán giả, một ngày mới nữa lại đến và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, Mua gì ở đâu hôm nay với chủ đề nhà cửa sẽ cập nhật cho quý vị những sản phẩm nội thất phòng ngủ đang được nhiều người tiêu dùng chọn lựa. Đặc biệt trong chuyên mục Tiêu dùng thông minh, Mua gì ở đâu sẽ giải đáp câu hỏi của chị em phụ nữ là nên dùng nồi inox hay là nồi nhôm để nấu ăn. Bây giờ mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình. Ngày nay, với sự phát triển của các sản phẩm nội thất thì các sản phẩm ráp giường cũng được người dùng khá quan tâm bởi không chỉ giúp điểm tô cho không gian sống mà các sản phẩm này còn có tác dụng không nhỏ đối với sức khỏe. Sản phẩm mà chương trình gửi đến ngay sau đây là một ví dụ. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Lavender đã luôn khẳng định vị thế của mình qua các sản phẩm nội thất giường ngủ được cam kết về chất lượng. Các sản phẩm ra giường của Lavender luôn được chọn lọc kỹ lưỡng về chất liệu và mẫu mã. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, các sản phẩm ra giường được sản xuất dựa trên các chất liệu chủ yếu là 100% cô tông cao cấp, cô tông pha satin hoặc lụa, tạo cảm giác an toàn, nhẹ dịu, mang lại cho người dùng giấc ngủ sinh lý thoải mái. Hiện tại Lavender có các sản phẩm như ra giường cao cấp cho khách sạn, căn hộ, nhà ở. Ngoài ra, cửa hàng còn có các dòng sản phẩm cho trẻ em với họa tiết dành cho bé trai và bé gái cũng được làm từ nguyên liệu cô tông cao cấp. Nếu quan tâm đến sản phẩm, người dùng có thể tìm mua tại hai địa chỉ 89A đường 3 tháng 2 quận 10 và số 42A đường số 4 Bình Trị Đông B Bình Tân hoặc qua fanpage lavendervn.com.vn / với giá từ 1 triệu 500 ngàn đến 3 triệu đồng một sản phẩm. Elmoda Plus là cải tiến vượt trội của Liên Á bằng việc kết hợp sáng tạo giữa 100% cao su thiên nhiên và chất liệu PU đặc biệt giúp gia tăng sự thoải mái và nâng đỡ cơ thể hoàn hảo. Bề mặt cao su thiên nhiên dày 2,5cm với những tính năng kháng khuẩn, độ đàn hồi cao, mang lại giấc ngủ êm ái. Nhờ đó, cơ thể được thả lỏng hoàn toàn và nhanh chóng tái tạo năng lượng. Tầng PU đặc biệt ở giữa dày 3,5cm có hình vĩ trứng tự điều tiết luồng khí, mang lại cảm giác mát mẻ cho những ngày hè nóng bức. Tầng đáy cứng cáp nhưng có trọng lượng nhẹ nên giúp người dùng dễ dàng di chuyển và sắp xếp nhà cửa. Áo nệm dùng công nghệ thoáng nhiệt châu Âu, chất liệu vải cao cấp tăng cảm giác êm ái và thoáng mát. Elmoda Plus có giá từ 4 triệu 350 ngàn đồng. Đây là một mức giá phù hợp cho các khách hàng mong muốn được tận hưởng những lợi ích đặc biệt của cao su thiên nhiên. Quý khán giả có thể chọn mua sản phẩm tại trang web www.lienà.com.vn hoặc đến các cửa hàng của Liên Á để được nhân viên tư vấn trực tiếp. Thưa quý vị, nhằm gia tăng ưu đãi cho đối tượng khách hàng thành viên VIP Co-op Mart là công đoàn viên, vào hai ngày thứ năm của tháng 9 là ngày 21 và 28 tháng 9, đối tượng khách hàng này sẽ được nhân đôi số điểm vào tài khoản thẻ khi mua sắm. Cụ thể, khách hàng hiện ở cấp độ thành viên VIP và là công đoàn viên, khi mua hàng có hóa đơn tích lũy điểm sẽ được chương trình điện toán tự động tính và nhân đôi số điểm tặng vào tài khoản thẻ. Điểm thưởng được quy đổi dựa trên tổng giá trị mua hàng, không tính phần thanh toán bằng chiết khấu thương mại. Đảm bảo và gia tăng quyền lợi cho đối tượng khách hàng là cán bộ nhân viên là một hoạt động thường xuyên của Co-op Mart. Ngoài các chương trình bình ổn thị trường, khuyến mại giảm giá trực tiếp, tặng kèm quà tặng khi mua hàng, Co-op Mart còn gia tăng quyền lợi cho khách hàng bằng nhiều hình thức khác như tổ chức chuyến xe hàng Việt tặng quà tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tặng thêm điểm thưởng vào tài khoản thẻ. Đây là những hoạt động thiết thực để người tiêu dùng là cán bộ công nhân viên đảm bảo đời sống, yên tâm làm việc. Nồi nhôm và nồi inox là hai loại nồi được chúng ta thường xuyên sử dụng trong căn bếp của gia đình. Nhưng trong hai loại này thì nồi làm từ chất liệu nào có độ bền cao và an toàn cho sức khỏe gia đình hơn? Theo dõi chuyên mục tiêu dùng thông minh ngay sau đây để hiểu rõ hơn quý vị nhé! Nhôm là dụng cụ nấu ăn được dùng phổ biến nhờ khả năng truyền nhiệt cao. Nồi nhôm có thành phần từ nhôm và một số kim loại khác. Ưu điểm của nồi nhôm là trọng lượng nhẹ, có khả năng dẫn nhiệt tốt, cũng như chịu được sự thay đổi nhiệt đột ngột. Nồi nhôm có giá thành rẻ và độ bền cao theo thời gian. Nhược điểm, nhôm là kim loại mềm sẽ bị xước và sứt mẻ một cách dễ dàng. Đặc biệt, thức ăn nhiều muối, đồ chua sẽ làm phân hủy hợp chất nhôm rất nhanh. Vì vậy, không nên nấu thức ăn nhiều muối hoặc chua trong nồi quá lâu và để qua đêm. Nồi nhôm thông thường sẽ không sử dụng được trên bếp từ nếu đáy nồi không tích hợp cảm ứng từ. Vậy có nên mua nồi nhôm hay không?
nên hạn chế sử dụng nồi nhôm để nấu các món ăn có độ chua cao hoặc nhiều muối để tránh làm phân hủy hợp chất nhôm. Hiện tại, có một số sản phẩm nồi nhôm được xử lý oxy hóa và ứng dụng công nghệ anodizing rất an toàn cho sức khỏe mà bạn có thể chọn mua cho gia đình của mình. Nhôm anode cứng gần như kim cương, dẫn nhiệt nhanh, chống trầy xước, sáng đẹp, dễ vệ sinh. Nhôm anode này sẽ được sử dụng để làm nồi hợp kim nhôm anode. Nó khắc phục được các điểm yếu của nồi nhôm thông thường là dễ bị móp méo, dễ bị nóng chảy, dễ gây phản ứng hóa học với thực phẩm. Nồi inox hay thép không rỉ là dạng hợp kim của sắt, nickel và chứa tối thiểu 10,5% chrome. Nó ít bị ăn mòn và biến màu. Tỷ lệ nickel trong inox làm nó sáng hơn, bóng hơn, ít rỉ hơn và bền hơn. Vì thế tỷ lệ này càng cao thì inox càng chất lượng. Ưu điểm: giá thành tương đối mềm, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Nồi có độ bền cao, sử dụng được trong thời gian dài. Khả năng chống xước tốt, sản phẩm luôn sáng bóng như mới. Nồi inox không phản ứng với các loại thực phẩm như đồ chua, thức ăn chứa nhiều muối nên có thể để đồ ăn trong nồi qua đêm mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Sử dụng được trên bếp từ inox 403. Nhược điểm: vì làm từ inox nên trọng lượng nặng hơn nồi nhôm, dẫn nhiệt lâu hơn nồi nhôm, nhưng với cải tiến nồi nhiều đáy thì nhược điểm này ngày càng được khắc phục tốt. Nồi inox tỏa nhiệt không đều, thường hay bị sốc nhiệt, chỗ nóng, chỗ không, nên nếu sử dụng nồi inox một đáy hay đáy mỏng dễ bị cháy hoặc chỉ dùng để nấu canh, luộc, không thể chiên xào dầu mỡ. Do vậy, muốn sử dụng nồi inox được nhiều công dụng hơn như chiên, xào, nấu nướng, kho thì nên dùng nồi inox có 3 đáy trở lên. Lớp inox 430 ngoài cùng, chức năng chính là bắt từ và giúp nồi dùng được trên bếp từ. Lớp nhôm nguyên chất ở giữa có chức năng điều hòa phân bổ nhiệt đồng đều. Lớp inox trong cùng, tùy từng sản phẩm, có thể dùng inox 430, 201 hoặc cao cấp là 304. Tác dụng chống oxy hóa giữa lớp nhôm với thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Nếu nhà bạn có bếp từ, bạn có thể chọn mua những loại nồi chảo inox có đáy nhiễm từ 500 hít được về sử dụng. Nồi chảo inox có khả năng truyền nhiệt tốt, giúp thức ăn chín nhanh, tiết kiệm thời gian, năng lượng tối đa. Đặc biệt các nồi chảo bằng chất liệu này không phản ứng hóa học với thực phẩm được nấu trong nồi, an toàn với sức khỏe người dùng. Nồi chảo inox đáy có 2-3 lớp nhiệt truyền đều hơn, nấu ăn được nhiều món, thức ăn không bị cháy. Hiện tại, giá thành của các sản phẩm nồi nhôm inox chất lượng được bán tại các địa chỉ uy tín, thường dao động từ 100 cho đến gần 1 triệu đồng, tùy vào kiểu dáng và cấu tạo hợp chất. Hy vọng là với những gợi ý vừa rồi, quý khán giả có thể chọn được mẫu nồi phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Thưa quý vị, phô mai là một trong những nguyên liệu mang hương vị Tây phương đang dần chiếm được cảm tình trong các món ăn Việt. Xin mời quý khán giả hãy cùng Mua gì ở đâu biến tấu món ăn được chế biến từ thịt heo với phô mai. Thank you.
Chuyên mục mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc quý khán giả có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Và quý vị có thể theo dõi Mua gì ở đâu thông qua kênh Facebook và YouTube của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai cũng vào lúc 6 giờ sáng trên kênh HTV7.